lâm sàng thì làm ơn luôn luôn nhớ rằng là mỗi những cái thao tác của chúng ta khi làm chăm sóc bệnh nhân, tiếp xúc gì đó, chúng ta nên vệ sinh tay thường xuyên, tập để cho thành một cái thói quen ngay từ đầu. Ok, đó là xong phần về phòng ngừa chuẩn. Thế thì phòng ngừa dựa trên đường lây truyền thì sao? Như mình kể đó là có 3 đường lây truyền, đó là đường lây truyền qua tiếp xúc, qua hô hấp, xin lỗi, qua giọt bắn và qua không khí. Lây truyền qua cái đường tiếp xúc. Tiếp xúc ở đây không có nghĩa rằng là chúng ta sờ, chúng ta chạm vào, chúng ta mới tiếp xúc. Tiếp xúc ở đây có thể là tiếp xúc trong cái cự ly cực gần, cũng gọi là tiếp xúc. Vì vậy ví dụ như là những cái bệnh mà lây truyền herpes, herpes nó gần giống như là zona vậy đó. Thì trong những cái trường hợp như vậy chúng ta cần phải làm gì để phòng ngừa lây truyền? Chúng ta thứ nhất cho bệnh nhân nằm phòng riêng. Nếu xác định là đối tượng của bệnh nhân mình là lây nhiễm thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân nằm phòng riêng. Và khi mà tiếp xúc với những cái đối tượng này, nếu không phải thực hiện là những kỹ thuật vô trùng, thì trong trường hợp này chúng ta phòng ngừa qua cái tiếp xúc, chúng ta chỉ cần mang găng tay sạch thôi. Cái này có nằm trong câu hỏi trắc nghiệm. Trong trường hợp mà để phòng ngừa lây truyền qua tiếp xúc, ta cho mình câu hỏi ABC. A. Mang găng tay sạch. B. Mang găng tay vô trùng. C. Mang găng tay vệ sinh. D. Không cần mang găng tay. Chúng ta chọn phương án nào? A, B, C, D. Nếu trong cái quá trình mà chăm sóc bệnh nhân mà chúng ta có tiếp xúc với những cái yếu tố nguy cơ cao thì chúng ta cần phải thay găng sau mỗi lần tiếp xúc. Ok, vô trùng muốn nói gì với Lâm? Trong trường hợp nào mang găng tay vô trùng? Được. Tiếp xúc với yếu tố nguy cơ cao chúng ta không cần mang găng tay vô trùng. Và khi chúng ta làm những cái kỹ thuật nào mà chúng ta cần phải đảm bảo rằng là vô trùng cho bệnh nhân, ví dụ như chúng ta có những kỹ thuật xâm lấn, ví dụ như chúng ta phẫu thuật, chúng ta đặt những cái, chúng ta làm những cái kỹ thuật vô trùng, ví dụ như là đặt ống xông tiểu cho bệnh nhân để hạn chế về cái lây truyền nhiễm khuẩn qua cái ống xông đi vào trong cái đường tiểu của bệnh nhân, vân vân, thì những cái kỹ thuật, những cái quy trình nó đòi hỏi vô trùng thì chúng ta mới mang găng tay vô trùng. Còn tiếp xúc với yếu tố nguy cơ cao thì chúng ta cũng giống như vậy, chúng ta chỉ cần mang găng tay sạch và chúng ta nên thay bỏ găng tay đấy sau khi chúng ta trước khi chúng ta tiếp xúc với những cái khu vực khác, ví dụ như là cùng trên một bệnh nhân cũng vậy, chúng ta cũng cần phải thay găng tay khác. Nhưng ở đây chỉ cần là găng tay sạch thôi, không là găng tay vô trùng. Mang áo tròn và bao dày, những phương tiện này đều là sạch thớt khi đi vào trong vùng tiếp xúc. Và chúng ta sẽ cởi bỏ những cái phương tiện này, cởi bỏ ở khu vực nào, cởi bỏ thời điểm nào? Trước khi ra khỏi phòng, chúng ta cởi bỏ ngay phòng bệnh nhân, chúng ta cởi bỏ ở cái môi trường bên ngoài, vân vân. Chúng ta sẽ cởi bỏ ở thời điểm nào và ở khu vực nào? Cởi bỏ sau khi ra khỏi phòng bệnh nhân và ở cái phòng bồn điện. Chính xác. Hôm qua mình có chia sẻ rồi, mình chia sẻ về các phòng áp lực âm ấy nha. Thì những cái yếu tố mà nguy cơ cao như vậy đấy, thì người ta sẽ có một cái khu vực, người ta gọi là cái khu vực giao nhau, khoảng cách giữa cái khu vực lây nhiễm và cái khu vực ở môi trường bên ngoài. Thì ở cái phòng mà giao nhau ở giữa đó, người ta gọi là cái buồng điểm. Thì ở cái buồng điểm đó, ở cái phòng đó, đó là nơi mà chúng ta sẽ mang phương tiện phòng hộ và chúng ta sẽ cởi bỏ phương tiện phòng hộ trước khi đi ra cái môi trường bên ngoài, cũng như là mang phương tiện phòng hộ trước khi đi vào trong cái khu vực cách ly nha.
À, sau khi chúng ta cởi bỏ những phương tiện phòng hộ đấy xong thì chúng ta sẽ sát khuẩn qua lại. À, đối với lây truyền qua cách tiếp xúc thì để phòng ngừa thì chúng ta sẽ mang găng tay, áo choàng, à, và hạn chế tối đa việc vận chuyển bệnh nhân. Nếu cần phải vận chuyển thì chúng ta chú ý về phòng ngừa về cái sự lây nhiễm qua cái tiếp xúc cho bệnh nhân. Ví dụ như là bệnh nhân là sẽ gì thông báo, ví dụ như chúng ta cần vận chuyển đưa bệnh nhân đi làm chụp X quang hay là đi siêu âm thì chúng ta sẽ gì báo với địa điểm của chụp X quang siêu âm, và chúng ta vận chuyển bệnh nhân vào cái giờ không phải là cái giờ cao điểm, ví dụ như là cuối buổi chẳng hạn, hay là không vận chuyển nếu nếu là không là khẩn cấp, không là cần thiết thì chúng ta có thể hoãn, chúng ta không nên là đưa vào thứ hai vào ngày đầu tuần chẳng hạn như vậy, để làm chi, để hạn chế về cái việc mà cái yếu tố môi trường đông, yếu tố nguy cơ phát tán lan truyền. Và những cái thiết bị chăm sóc bệnh nhân thì nên sử dụng một lần cho bệnh nhân riêng biệt nếu được. À, còn nếu mà không thể thì chúng ta sẽ xử lý lại những cái phương tiện dụng cụ ấy an toàn trước khi chăm sóc bệnh nhân tiếp theo bằng cách là gì? Chúng ta sẽ áp dụng tùy theo chứ không phải là tiệt khuẩn hết tất tần tật, tùy theo cái nhu cầu của chúng ta sử dụng mà chúng ta sẽ chỉ dừng lại ở cái mức làm sạch hay là chúng ta sẽ khử khuẩn mức độ cao thấp trung bình. Cũng tùy vào cái tác nhân gây bệnh đó mà chúng ta sẽ có áp dụng các phương pháp về cái xử lý dụng cụ ấy cho phù hợp. Đó là về phòng ngừa qua tiếp xúc. Tóm lại, phòng ngừa qua tiếp xúc thì chúng ta sẽ cho bệnh nhân nghỉ nằm phòng riêng, mang phương tiện phòng hộ. Những phương tiện phòng hộ này đều là những phương tiện phòng hộ sạch, và chúng ta sẽ cởi bỏ phương tiện phòng hộ này ở buồng điện hoặc là ở phòng cái phòng mà giao nhau giữa khu vực cách ly và môi trường bên ngoài. Và rửa tay sau khi cởi bỏ phương tiện phòng hộ, hạn chế tối đa việc vận chuyển bệnh nhân. Phương tiện phòng hộ của chúng ta thì có khẩu trang, găng tay, áo choàng ha. Và tốt hơn hết là chúng ta sẽ sử dụng những phương tiện xài một lần bỏ, và nếu mà không thể thì chúng ta có thể tái sử dụng trở lại, tuy nhiên phải xử lý đúng quy trình. Rồi, đối với phòng ngừa về cái lây truyền qua đường giọt bắn, lây truyền qua đường giọt bắn thì như mình nói là có kích thước phân tử lớn, nó có trong cái quá trình ho hắt hơi nói chuyện, thường hay gặp ở trong những cái bệnh lý như là viêm phổi, bạch hầu, ho gà, cúm, sởi, quai bị, viêm mảng não, vân vân. Thì đối với trường hợp mà phòng ngừa lây truyền qua đường giọt bắn này, chúng ta cũng cho bệnh nhân nằm phòng riêng, có thể sắp xếp chung với bệnh nhân khác nhưng phải giữ cái khoảng cách an toàn tối thiểu là trên 1 mét. Và đối với trường hợp phòng ngừa qua giọt bắn thì chúng ta sẽ mang khẩu trang và nhất là với những cái thao tác tiếp xúc với cự ly gần, hạn chế tối đa vận chuyển bệnh nhân, nếu cần vận chuyển bệnh nhân thì phải mang khẩu trang cho bệnh nhân. Trong trường hợp để mà phòng ngừa lây truyền qua đường giọt bắn thì vấn đề thông khí và xử lý không khí đặc biệt không cần đặt ra trong trường hợp này, có nghĩa rằng là chúng ta không cần phải cho bệnh nhân của lây truyền qua đường giọt bắn nằm ở phòng cách ly áp lực âm chẳng hạn, chỉ nằm ở khu vực cách ly là được rồi. Còn đối với trường hợp mà lây truyền qua cái đường không khí thì lây truyền qua đường không khí nghĩa rằng là những cái phân tử này có kích thước nhỏ, do đó nó có khả năng phát tác mầm bệnh, nó đi xa hơn. Do vậy, đố đố em giữa lây truyền qua cái đường không khí và lây truyền qua cái đường giọt bắn, cái nào mà chúng ta sẽ kiểm soát dễ hơn? Đúng rồi, giọt bắn là trong các cự ly gần chúng ta sẽ kiểm soát dễ hơn, còn trong môi trường không khí rất 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 là khó để kiểm soát. Do đó cái đợt SARS vừa rồi kinh khủng lắm, nó kinh khủng bởi vì sao, nó lây truyền qua cái đường không khí nha. Do đó nói chuyện ho hắt hơi đâu đó mà không có sự hiện diện của bệnh nhân ở tại đó, bệnh nhân đã đi
ra khỏi khu vực đó rồi, ở khu vực đó không có còn sự hiện diện của bệnh nhân nữa, nhưng tác nhân mầm bệnh lây truyền ở đó vẫn còn. Do vậy, nó có khả năng lây bệnh rất là cao. Đối với trường hợp này, lây truyền qua đường không khí thì vấn đề về xử lý không khí và thông khí là cần thiết để ngăn ngừa về sự lây truyền. Do đó cái này là tầm soát bệnh, kiểm soát bệnh để cách ly và xử lý về không khí thông khí rất là quan tâm. Những biện pháp của chúng ta áp dụng phòng ngừa lây truyền qua đường không khí là sắp xếp người bệnh nằm phòng riêng. Ở đây người ta không khuyến khích là giữ đóng cửa đâu. Trước đây thì người ta nói những cái trường hợp là lây truyền qua đường không khí, do đó cho bệnh nhân nằm ở cái phòng cách ly riêng, đóng cửa lại để làm chi, bệnh nhân này ho hắt hơi nói chuyện thì nó vi khuẩn nó sẽ theo không khí, nó sẽ bay ra ngoài, nó sẽ lây ra môi trường bên ngoài. Tuy nhiên làm như vậy nó sẽ làm cho cái gì, tình trạng của bệnh nhân càng nặng hơn nữa. Do vậy là người ta vẫn là khuyên mở cửa thoáng. Tuy nhiên cửa mở thoáng này như thế nào, nó phải được cái gì, qua một cái hệ thống lọc không khí trước khi nó đưa ra cái môi trường bên ngoài. Bất kỳ người nào vào trong cái khu vực mà lây nhiễm này đều nên mang khẩu trang đặc biệt, ví dụ như là khẩu trang N95, bởi vì như vậy nó mới đủ cái khả năng để mà nói gì, phòng ngừa. Hạn chế vận chuyển bệnh nhân, chỉ vận chuyển bệnh nhân trong trường hợp thật sự cần thiết. Và trong trường hợp mà vận chuyển bệnh nhân ra khỏi khu vực cách ly thì cũng giống như từng trường hợp tương tự lúc nãy mình nói, đó là mình sẽ báo với đơn vị mình cần vận chuyển đến để chị người ta chuẩn bị khu vực đó cho an toàn, để ví dụ như người ta sẽ sắp xếp bố trí cho một cái phòng riêng, hoặc là người ta sẽ thông báo cho những cái đơn vị khác, 9 giờ đó tôi có nhận một cái ca là bệnh nhân này là COVID-19, do vậy ở cái khu vực này là chúng ta sẽ tạm hoãn tiếp nhận bệnh nhân, hoặc là mình sẽ hẹn bệnh nhân khám trước hoặc sau cái thời điểm đó chẳng hạn như vậy. Các bài về các biện pháp phòng ngừa lây truyền. Đối với chủ đề này, Lớp có vấn đề gì muốn trao đổi với mình thêm, hoặc là có chỗ nào mình chưa rõ, mình chưa hiểu, cái đó nó lây truyền như vậy là như thế nào, mình sẽ làm gì để áp dụng về phòng ngừa lây truyền? Có vấn đề gì muốn trao đổi với mình thêm không nào? Rồi chắc không. Ok. Mình tiếp bài nhỏ nhỏ nữa trước khi mình nghỉ giải lao nha.